giới thiệu em là Thi, mô tô Thủ Đức nha. Này chiếc xe của em và em đây. Đó, này là logo của cửa hàng em. Thì em là trạm xe lướt nha, trạm xe lướt chuyên bán các loại mô tô xe hai bánh, xe ải quan chính ngạch thôi nha. Thì tại vì sao gọi là trạm xe lướt, thì cái xe của em á, thì máy móc thì không nói nha, máy móc với lại điện đóm này kia tụi em kiểm tra hết rồi. Thì tụi em mở hết tất cả ra, bung rửa từ trong ra ngoài sạch sẽ nha. Để sao? Để khi mà mọi người mua về á, thì sẽ được người nhà nói là ồ cái xe này xe cũ mà nhìn như xe mới, nhìn đẹp ghê á nha. Chứ đừng có mà mua cái xe mà chưa được có rửa hay là như thế nào về mà người nhà chê này chê kia, nói chỗ mình bỏ mấy chục triệu mấy trăm triệu ra mà mua cái xe mà thấy ghê á, thì lúc đó là sao đâu, cái mình tự nhiên mất cảm hứng mình chạy xe luôn nha, mất cảm hứng mình đi xe tiếp luôn, tự nhiên mua xe quá trời tiền mà về bị người này kia chê xe xấu nha. Thì lúc đó mình phải bỏ ra 1 triệu mấy 2 triệu ra để rửa nguyên con. Thì cái đó là tụi em đã làm cái chuyện đó rồi nha. Giới thiệu trần áo này, ốc tán nè, những đồ chơi trên xe. Em không có giới thiệu là cái xe này zin lốp bao nhiêu, rồi chiều cao in bao nhiêu, rồi mình chạy như thế nào như thế nào. Cái đó thì mình bấm Google ra nguyên một list, mình đọc cả ngày trời, mình nói cả ngày trời cũng không hết được nha. Rồi thì mọi người xem thì like và đăng ký kênh giùm em. Hàng ngày em sẽ lên, hàng ngày em sẽ đăng các cái xe mới, tại vì xe về hàng ngày nhiều lắm nha. Có cái logo nhỏ ở dưới như này nè, mọi người bấm đăng ký giùm em. Rồi. Hôm nay em giới thiệu cho mọi người một cặp Kawasaki Ninja 400 biển số Sài Gòn hết nha mọi người. Đó, con màu xanh đen bên này nè. Con này thì 2019, odo chưa tới 10.000 nữa. Con này là 119.800.000, 119.800.000. Còn con màu đen bên này á, đá bắp. Còn con màu đen bên này là 111.800.000, đăng ký 2018 nha. Hai con hệ nguyên zin hết luôn, thì có lên được cái mấy đồ cơ bản, kính chắn gió, chống đổ, rồi che két này kia thôi. Biển số Sài Gòn hết nha, em có nhận giao lưu trao đổi các loại xe luôn. Đó, tại vì bây giờ xe về quá trời nhiều luôn, Tết là nhiều quá nên không có thời gian quay từng chiếc nên em gom lại luôn. Rồi bây giờ để em quay chi tiết cho mọi người nè. Đầu tiên là cái con này 2019, đăng ký cuối 2019, tháng 12 2019. Nếu nhớ không nhầm là như 30 tháng 12 2019 á, còn có 2-3 ngày nữa là qua 2020 rồi. Chủ xe vội đi đón Noel quá, ai đi đón đi bắt phong quá hay sao á. Tức sơn nè, sơn zin nè mọi người, đó sơn zin màu đen nha. Đây hai chiếc nè, sơn zin nè mọi người, đen kim tuyến nha. Đó rồi, còn mà cái này là đen xanh nè, tem xanh nè, thấy không, tem xanh thêm nè. Đó, tem là tem zin nha mọi người, chứ không phải là tem dán đâu, tem zin màu xanh zin của Kawa luôn. Đó, xe này là đĩa thắng băng à, chạy có mấy ngàn cây à, chưa tới 10.000 nữa nè, đĩa thắng băng thắng chân rồi mọi người thấy không. Nó ốc tá trong cốt này kia là còn này kia nè, còn đẹp hết nè, ABS nè, buộc không có xì dầu, thấy không, mọi thứ còn keng nè. Đó, quá trời đẹp luôn. Em có lên được chống đổ nè, một nâng bánh với mấy thứ cơ bản thôi. Dòng Sportbike này quá đẹp luôn, ngồi không có mỏi lưng. Ý lộn, Sport City chứ mọi người, sorry mọi người, Sport City. Dòng ngồi nó không có quá mỏi lưng nhiều, biển số Sài Gòn. Đó, quá đẹp luôn, bô bọc nè, vỏ này kia là mọi thứ còn đẹp leng keng hết nè mọi người thấy không. Đó, tụi em xe cổ là tụi em rửa, giờ sạch sẽ quay chi tiết cận cảnh cho mọi người xem, không có gì phải che đậy hết nha. Quá trời đẹp luôn nè, lớp sơn nè, bóng sáng chân luôn nha mọi người. Đó,
Đây là cái chân gió Hero nè. Kính chân gió Hero thôi nè. À, quá trời đẹp luôn nha mọi người. À, nhông xin gì dàn áo này kia là hai bên là vẫn còn đẹp hết nha mọi người. 119.800.000 biển số Sài Gòn nha. Biển số Sài Gòn nha mọi người, đừng có nhầm lẫn so sánh với biển số tỉnh nha. Mọi người đừng có nhầm lẫn so sánh với biển số tỉnh nha. Nè. Tem zin này kia là mọi thứ rồi, còn đem keng sao bang hết rồi thấy không? Sao gương được em luôn trong luôn nè. Màu đen xanh quá đẹp luôn. Mấy cái màu xanh tạo cái điểm nhấn đó. Nè cục máy nè. Em quay phía trong, phía dưới gầm cho mọi người xem luôn nè. Là biết cái độ sạch sẽ, rửa dọn bên em như thế nào rồi nha. Mọi người về cho việc đổ thêm xăng và chạy thôi. Có gì phải lăn tăn hết á. Jacket nước RG nè. Nè. Quá đẹp không? Không. Máy phía trong nè. Sạch sẽ, keng xà beng hết nha. Không có gì để chê hết. Cùng này kia mọi thứ là còn đẹp hết nha mọi người. Đó, quá đã luôn. Thấy không? Chỉ có 119.800.000 thôi nha mọi người. Đó, máy móc em ru à. À, Kawasaki Ninja 400. Rồi, một chiếc. Chào Quang Hưng lấy đi đi. Rồi, chiếc bên này là màu đen luôn. Cũng màu đen luôn, cũng có gọi là đen xanh luôn, nhưng màu xanh này hình dáng đây. Xanh này là xanh cái miếng bảo vệ bình xăng này kia đó. Nha. Con này thì chạy nhiều hơn, hình như mấy 20.000 gì đó nha. Đó. À, mọi người thấy không? Lớp sơn nè. Sơn gương được luôn nè mọi người thấy không? Đó. Tán này kiểu vẫn đẹp nè. Tóc tán này vẫn đẹp cho áo nè. Đó, vù Kawasaki nè. 2018 nha, con này độ niên nên nè. Thì độ lên xíu cho nó êm ái. Hai con nào tụi em cũng rửa rồi sạch sẽ từ trong ra ngoài rồi nha mọi người, chứ không phải là con nào đẹp mà nó vậy đâu. Con này chỉ ít hơn là vẫn rửa dọn sạch sẽ nè. Đó, anh em đi mấy con này là đi phố, đi phượt, đi phố đi tour này kia là ok, quá ok luôn, vừa đỡ xăng so với mấy con bốn máy, với lại là gia tộc nó đời ba nó lệ nha. Này quá đẹp luôn nè mọi người không. Đó, lớp sơn nè, lớp sơn là đã lên đúng không, bóng loáng luôn. Thêm mấy miếng dán bình xăng nè, miếng chống trượt nè, chống chày sừng cá nè, rồi nắp bình xăng nữa nè. Không, bô bọng này kia là mọi thứ vẫn còn ok hết nha mọi người. Ốc vít này kia là sạch sẽ gọn gàng. Đây phía dưới gầm luôn, em quay dưới gầm luôn cho mọi người biết nha, không có gì bị che đậy hết nha. Đó, soi gương được luôn nè, thấy không, quá đã, nhìn là ghiền liền. Xe cũ bây giờ lại nhìn là ghiền liền. Rồi em đè máy. Tè máy cho mọi người nghe, quên. Sorry nãy em có nghe điện thoại nên giữa chừng. Đó. Máy móc em ru nha. Cái này gan tì nó hơi lên xíu. Đó, bây giờ bắt đầu đèo lại nè. Rồi, một cặp màu đen.
anh em nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp cho em nha. Em có dành giao lưu trao đổi các loại xe luôn, xe nào em muốn đổi hết, xe nào có giấy tờ là em đổi hết nha. Thank you anh em nhiều. Rồi rồi, vậy thì xong rồi nha. Thì như mọi người cũng biết nha, xe thì đẹp nè, bóng loáng luôn, đã rửa từ trong ra ngoài rồi, không phải rửa gì thêm. Mọi người đừng có so sánh với xe nào mà xe cũ, xe nát, thì mọi người về bỏ thêm mấy triệu nữa để rửa xe. Cái đó mọi người tự kiểm chứng nha, có thể gọi em kiểm tra mấy cái tiệm rửa xe mà rửa nguyên con người ta sẽ báo giá như thế nào. Rồi, thì bây giờ cái chương trình hậu mãi bên em á thì có tặng nhớt nè. Tụi em tặng nhớt, tặng nón bảo hiểm, tặng nón bảo hiểm thường, tặng nhớt nha. Nhớt Motul với là Hux Colin nè. Đó, với này là có bảo hành cho anh em luôn, có bảo hành cho anh em khi mua xe. Đó, đây là cái địa chỉ tiệm của em nè, ngay trung tâm thành phố Thủ Đức luôn, cách chợ Thủ Đức khoảng 50m, 100m thôi nha mọi người. Đây, đường đi rộng rãi cho mọi người. Đây, cái tiệm của em đây. Đó, tiệm mô tô Thủ Đức. Ok nha mọi người. Đó, tiệm của em đây quá trời lớn luôn nha. Trạm xe lốt. Đó, à em có hỗ trợ thi bằng lái này kia, quay đầu xe đó nha. Mọi người thi bằng A2 này kia thì cứ gọi em. Rồi muốn quay đầu xe hoặc là bán xe cũ gì bình thường hết, cứ mang tới đây em thâu hết, miễn là xe hải quan chính ngạch này kia là được nha. Rồi thì tụi em có trả góp nữa, trả góp qua Emboss nè, có ba hình thức trả góp nè. Trả góp qua Emboss thì thẻ tín dụng của mình thì có bao nhiêu thì mình quẹt bấy nhiêu. Rồi qua FE Credit thì tầm 40 triệu thôi, vay tối đa 40 triệu. Rồi ngoài ra anh em mà mua xe mà thiếu tầm vài triệu thì em cho thiếu, cái bình thường thôi, không có lãi gì đâu. Cái đó là gọi là em hỗ trợ cho người ta, cho anh em thôi. Đó, xe rất nhiều đó nha mọi người, gần cả 100 chiếc nha. Đó, từ tay ga tới mô tô này kia quá trời luôn, đủ 4 máy, 2 máy, 1 máy, 3 máy này kia có hết nha. Từ 100cc tới 1000cc. Đây, xe quá trời nhiều luôn. Đó, em bán là xe hải quan chính ngạch không nha chị, xe ủy quyền là sang tên rút hồ sơ cho anh em đều ok hết, có ship xe cho anh em ở tỉnh nha, có ship xe cho anh em ở tỉnh. Anh em nào mà ở gần gần thì mình ship bánh tải, còn ở xa xa thì cọc em ship tàu, ship xe chuyên dụng thì tầm có 1 triệu mấy, 2 triệu thôi ạ. Em ship Hà Nội này kia đều ship bình thường hết, hỗ trợ quay đầu cho mọi người luôn. Đó, toàn xe đẹp không, quá trời xe luôn nha mọi người. Đó, gần cả 100 chiếc đủ thứ loại luôn. Đó, ok nha mọi người. Mọi người có nhu cầu thì cứ alo giùm em nha, alo giùm em mình nói chuyện cho nhanh gọn lẹ. Mình mua xe mấy trăm triệu thì mình tiếc gì 2-3 ngàn, mình gọi điện thoại cho nhanh gọn, lúc đó hiểu ý nhiều hơn. Chứ mình đừng có nhắn tin nhiều lúc em nhắn nhiều quá em cứ lộn của người này người kia, thì mình cứ gọi đi, có nhiêu tiền đâu, mình được cái con xe ngon. Với lại là mình có thời gian mình tới xem trực tiếp đi cho nó dễ nha. Mình mua xe nếu mà xem được thì mình cứ xe tới xem. Một cái xe bao nhiêu tiền mình cứ ở nhà mình cứ bấm chỗ nào rẻ mình mua thì cái đó là sai lầm nha mọi người. Mình rẻ tất nhiên là ok, nhưng mà mình phải tới mình xem trực tiếp, xem cái chất lượng nó như thế nào. Đó, xem cửa hàng nó như thế nào rồi mình hãy quyết định. Rồi, xin chào mọi người.